Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, làm trưởng đoàn, đã có chương trình nghiên cứu trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế về kinh nghiệm trùng tu, phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch, xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản cố đô gắn với thúc đẩy các cơ chế chính sách đặc thù. Cùng tham gia đoàn công tác của đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, Thành ủy Ninh Bình, Huyện ủy Hoa Lư, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Sáng nay, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Huế. Đoàn đã đến dâng hương tại Lăng Gia Long. Đây là nơi an nghỉ của Gia Long Hoàng đế, vị vua sáng lập triều Nguyễn, thuộc địa phận xã Hương Thọ, thành phố Huế, nằm cách kinh thành Huế khoảng 20 km về phía Tây. Lăng vua Gia Long là một di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới ngày 11 tháng 12 năm 1993. Lăng Minh Mạng nằm trên núi Cẩm Kê, cách thành phố Huế khoảng 14 km, nơi hợp nguồn tạo thành sông Hương. Lăng được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 1840 và được vua Thiệu Trị tiếp tục xây dựng hoàn tất vào năm 1843. Đây là một mô hình kiến trúc quy mô gồm 40 công trình lớn nhỏ, gây ấn tượng cho du khách với kiến trúc truyền thống cổ xưa mang đậm bản sắc nho giáo. Là điểm đến hấp dẫn mà du khách không thể bỏ lỡ trong hành trình về thăm cố đô Huế để chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc lăng tẩm và hiểu hơn về các giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Đoàn đã đến thăm không gian lưu niệm Lê Bá Đảng, một bảo tàng nghệ thuật đương đại tư nhân quy mô hiện đại và độc đáo nhất của khu vực miền Trung. Lê Bá Đảng là một tên tuổi của nghệ thuật thế giới hiện đại, được ngưỡng mộ và tôn vinh với danh xưng họa sư bậc thầy của hai thế giới Đông Tây. Trong suốt một nửa thập kỷ cuối của thế kỷ 20, các tác phẩm nghệ thuật của ông đã được triển lãm ở nhiều nước trên thế giới và hiện diện trong rất nhiều bộ sưu tập cá nhân, đặc biệt ở Mỹ, Nhật Bản và Pháp. Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng không những trưng bày các tác phẩm của cố họa sĩ mà còn là không gian gặp gỡ trao đổi của những người yêu nghệ thuật và tổ chức các sự kiện triển lãm văn hóa, di sản. Đoàn cũng đã đến thăm công viên văn hóa thành phố Huế thuộc công trình hạ tầng xã hội tạo cảnh quan cho thành phố Huế. Đây cũng là địa điểm vui chơi giải trí đại chúng, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao. Công viên được thiết kế hòa quyện với thiên nhiên cây cỏ với cảnh sắc sông Hương đã tạo nên một không gian thấm đẫm tính Huế, tô điểm cho Huế một chiếc áo dài thướt tha bên dòng sông Thơ. Tại các điểm khảo sát, đoàn đã tìm hiểu những kinh nghiệm giải pháp quan trọng để trùng tu, phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng cảnh quan thiên nhiên hài hòa với các di tích lịch sử văn hóa, phục vụ phát triển du lịch bền vững, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 theo đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỳ, thành phố sáng tạo đã được xác định trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.